Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ. Thưa quý vị và các bạn, theo dòng ký ức của một thời như thế, nếu tính từ khi đại đội 3 của Võ Minh vào trận năm 1971 đến kết thúc chiến tranh, thì ấn tượng kinh hoàng nhất là cuộc chiến diễn ra ở căn cứ Gò Nổi. Lúc này quân số đại đội 3 đã thiếu hụt mất 3 phần tư, chỉ còn gần 20 người phải chống chọi với một tiểu đoàn lính ngụy kèm theo 9 xe tăng yểm trợ tấn công trực diện, cộng với pháo từ xa dội vào và máy bay đến ném bom. Pháo địch vừa dứt, anh lính võ minh lần mò dưới đám thân cây bị đạn pháo tiện đứt gãy đổ gục xuống quanh bờ tre mà gọi với vào anh truyền và các anh ơi có ai ở trong đó còn sống nữa không câu hỏi đó nghe như tiếng nấc nghẹn trong lòng ta nhưng cuộc chiến đâu đã tới hồi kết bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú hà phương sẽ chuyển tới quý vị thính giả những trang ghi chép của hồi ký có một thời như thế của tác giả võ minh khi khoảng cách đó chỉ còn gần 2 mét thôi. Không thể chờ thêm được nữa, tôi vội vàng bóp cò súng, bắn một loạt đạn về phía năm tên địch. Trong nháy mắt, chúng đổ ngã gục, dãy rủa kêu la trên mặt đường. Có tên khi ngã xuống đầu trú vào cửa công sự của tổ tiền tiêu. Quá bất ngờ khi có tiếng súng của tôi, nhất là khi thấy tốp lính đi đầu đã bị tiêu diệt, chúng hoàng sợ quay đầu tháo chạy. Nắm bắt ngay cơ hội này, tôi điểm xạ từng viên đạn vào từng tên một đang chạy quay lưng lại, hoặc bò lồm ngổm men theo bờ ruộng. Mọi người trong đại đội tôi đang nằm ngủ dưới hầm chợt bừng tỉnh dậy khi nghe tiếng súng nổ. Nhưng vì còn ở dưới hầm sâu nên không xác định được địch đang ở hướng nào nữa. Bởi vậy tất cả đều nằm im, nên không biết để chi việc cho tôi. Phía trước, những người lính Sài Gòn bò lồm ngổm đầy một thửa ruộng lớn Tôi không bỏ qua cơ hội này mà vẫn mải mê tiếp tục điểm xạ hai viên một và những mục tiêu di động đó. Thật bất ngờ, phía bờ ruộng ngay trước mặt bên tay trái kia, một người lính đang cầm quả cối 61 định thả vào nòng súng. Có lẽ, nó đã phát hiện ra vị trí tôi nằm bắn. Chỉ trong trước mắt, tôi dê nòng súng tiểu liên AK bóp cò điểm xạ tiếp hai viên đạn vào đấy. Ngay tức thì, tên lính đó đã bị gãy gập cánh tay cầm quả đạn cối. đến lúc này anh ta nằm lăn mình xuống mặt ruộng kêu la gọi đồng bọn đến cứu. trên đầu tôi đạn đại liên của những chiếc xe tăng ở phía trước đã khóa tầm bắn cứ bay vù vù như cơn bão lớn. đạn cắm vào bờ tre nghe cướp phầm phập, nhiều gốc tre đã nổ toan toát, có một số cây đổ xuống mặt ruộng. Mặc dù được sự yểm trợ về hỏa lực mạnh đến như vậy, nhưng những tên lính đang bò lồm ngồm trên mặt ruộng kia thực sự hốt hoảng với cái cách bắn chính xác của tôi. Chúng bỏ mặc những người bị thương ở lại, rồi nhanh chóng tháo chạy về phía sau. Khi binh lính đối phương lùi về, vượt ra khỏi tầm bắn của tôi, thì những chiếc xe tăng tiến lại gần hơn, thi nhau nã đạn như mưa, trút vào trận địa đại đội tạo ra một thứ âm thanh ào ào nối liền, kéo dài của hàng loạt súng đại liên, trung tiểu liên và được đệm đều đều bằng những tiếng ủng hoàng của đạn DKZ-90 nổ ngay trước mặt. Đến lúc này, tôi nhẹ nhàng lùi lại cửa hầm, chui sâu vào phía trong tránh đạn và báo cáo sự việc diễn ra vừa rồi cho anh Hưu. Anh Lê Xuân Hưu hiện về nghỉ hưu tại xã Hoàng Hợp, Hoàng Hóa, Thanh Hóa, anh cảm động ôm chặt tôi vào lòng luôn miệng nói anh thay mặt ban chỉ huy tuyên dương công trạng của em cảm ơn em đã cứu nguy cho cả đại đội mình nếu như em không tỉnh dậy trước và chủ động nổ súng tiêu diệt địch thì giờ đây cả đại đội ta không biết sẽ như thế nào đây rồi anh quay sang phía cậu tịch nói em điện ngay về ban chỉ huy tiểu đoàn báo cáo tình hình có hơn một tiểu đoàn lính ngụy kèm theo chín chiếc xe tăng yểm trợ từ hướng bốt an thuận tấn công trực diện vào đại đội ta đồng chí minh liên lạc đã chủ động nổ súng tấn công hiện giờ bọn chúng đã rút ra ngoài và đang chuẩn bị tổ chức tấn công tiếp quân ta mấy viên đạn dkz 90 của địch nổ ngay phía trước đất cát bung ra mù mịt mảnh đạn bay vèo vèo nhưng nhờ có bụi tre che, che chắn nên công sự chúng tôi không hề hấn chi cả. Ngồi dưới hầm, tôi cứ nghĩ, nếu như vừa rồi mình ngụy trang sơ xài cầu thả hoặc không phù hợp với địa hình hiện tại, thì chắc rằng tôi không còn có cơ hội để ngồi mà báo cáo những gì đã xảy ra cho các anh. Những chiếc xe tăng của địch ở ngoài vẫn đứng yên mà nhả đạn vào. Chúng không dám tiến lên vì sợ bị thiêu cháy bởi những viên đạn chống tăng B-40, B-41 của ta. Phía trước, trách hướng tay phải tôi, độ khoảng 60 mét, một chiếc xe tăng đang cuốn xích sắt ken két từ từ liều lĩnh sông lên. Không thể để cho nó tiến thêm được nữa, xạ thủ B-41 của tiểu đội hỏa lực A-10 Nguyễn Văn Thắng đã kịp thời dương súng lên bóp cò, phóng một viên đạn cắm thẳng vào cạnh sườn chiếc M-41 đó một chùm lửa bùng lên trùm kín cả chiếc xe, kèm theo đó là tiếng nổ ùm rất to. Chiếc xe tăng khẩn lại, một cột khói đen bốc lên cao. Tôi rất vui mừng và thán phục về tay súng thiện nghệ của Thắng. Cậu ta bắn quá chính xác, trúng vào nơi hiểm yếu nhất của chiếc xe tăng đó. Nhưng niềm vui lại không được kéo dài nữa, vì ngay sau đấy hai chùm lửa liên tiếp tóe ra tại một điểm cùng với tiếng nổ oàng hoàng, chói tai tại vị trí thắng đang nhoài nửa người trên mô đất sau bụi cây dứa dại xác của thắng và đất cát bay tung tóe lên cao mảnh đạn vút qua xèo xèo sàn sạt ngay trên đầu tôi cắm vào bờ đất bên cạnh nghe phầm phập một mảnh ống tay áo của thắng bị cháy nham nhở bị xé tung còn phất phơ dính chặt trên ngọn cây tre ngay trên đầu tôi. Nơi thắng nằm, giờ đây là một cái hố sâu nham nhở, có đường kính bằng chiếc nong, dưới miệng hố một làn khói đen vẫn đang bốc lên. Đấy là hai viên đạn DKZ-90 của hai chiếc xe tăng ở phía sau bắn vào. Khi chúng phát hiện được chính xác vị trí vùng lửa khói của súng B-41 phát ra sau khi thắng vừa bóp cò súng tôi ngỡ ngàng, sừng sốt, bàng hoàng. Sự việc đến quá nhanh. Tôi thử người ra, không còn một chút phản ứng nào nữa. Chỉ mới cách đây ít phút thôi, từ phía sau, anh đã bò tòa người lên phía trước, nơi có mô đất cao đó, để đến thật gần hơn mới bắn được chính xác và những chiếc xe tăng đang hùng hổ tiến vào kia. Thế mà, giờ đây, xác của anh đã tan ra từng mảnh trộn lẫn trong cát bụi của an hòa đức hòa long an rồi đây trên mảnh đất này liệu có ai còn nhớ và biết đến anh không riêng tôi làm sao có thể quên được anh hình ảnh oai hùng đau thương của những giây phút cuối cùng được làm người sống trên cõi đời này tất cả đã vì mọi người vì đồng đội vì một ước mong cuộc sống của chúng ta sau này được hòa bình thoát khỏi cái nghèo nàn lạc hậu có một cuộc đời tự do và hạnh phúc các loại súng của địch ở phía ngoài vẫn cứ thi nhau vãi đạn vào chúng tôi kéo dài gần một tiếng đồng hồ nữa nhưng rồi sau đó thì dừng hẳn lại giờ đây bọn chúng đã thay đổi chiến thuật vội bắn pháo hiệu màu phân tuyến giữa ta và địch, rồi gọi máy bay đến ném bom vào đội hình chiến đấu của đại đội tôi. Tôi ngồi gần cửa hầm, cả người dùng mình đung đưa, sau đó chỉ nghe những tiếng ục ục phát ra. Bom nổ quá gần chúng tôi, ai nấy ù đặc tai, không nghe rõ tiếng nổ nữa. Qua khoảng trống nhỏ nhìn lên, đất đá bay mù mịt, trời tối đen lại như mực. Một lúc sau, là những tảng đất to như những chiếc thúng lớn rơi xuống, theo sau là những hòn đất đá nhỏ dần. Rồi đến bụi đất mù mịt, ánh sáng tăng dần lên, và cuối cùng trời lại sáng. Những chiếc máy bay A-37 điên cuồng lồng lộn thay nhau dội bom xuống chúng tôi, kéo dài cả tiếng đồng hồ nữa. Ngồi dưới hầm, tôi đếm được tám loạt bom đào, bom sát thương và bom bi nổ sát xung quanh lúc này anh hưu ngồi ở bên cạnh tôi luôn thở dài lo lắng bom địch ném xuống nhiều như thế này có còn ai sống được để chiến đấu chống trả bộ binh xe tăng địch hay không tôi thì nước mắt lưng tròng đang bàng hoàng ám ảnh về cái chết của thắng tịch cũng khóc khi phải chứng kiến trận mưa bom đủ chủng loại đang nổ ngay sát cạnh kéo dài triền miên mà không có dấu hiệu dừng lại sau khi những con quả sắt kia vừa rút về, các loại súng đại liên Trung Liên Cối 81 ly DKZ90 trên xe tăng và các loại súng đạn khác của địch lại thi nhau vãi đạn vào chỗ chúng tôi. Quan sát phía trước, tôi thấy những chiếc xe tăng đang dàn hàng ngang từ từ tiến vào hướng chính diện nơi hầm của ban chỉ huy đại đội đang đóng. Tôi báo cáo vắn tắt tình hình chiến sự đang xảy ra cho anh Hưu ở dưới công sự biết. Theo lệnh anh Cậu tịch thông tin vô tuyến 2 oát tập hợp lại, báo cáo về tiểu đoàn, về các diễn biến của địch và ta, đồng thời xin chi viện cuối 82 bắn vào đội hình đông đúc của lính Sài Gòn đang có xe tăng hộ tống, đang từng phút tiến dần đến. Nhưng anh Dương Văn Hiêu, tiểu đoàn trưởng, thông báo về, địch đang bao vây ba phía tiểu đoàn 8 đang chốt giữ. Anh lệnh cho đại đội 3 chúng tôi bằng mọi giá phải kìm chân chúng lại, không được cho nó chọc thủng đội hình trước nguy cơ lực lượng rất đông của địch có xe tăng yểm trợ đang hùng hồ tiến quân tấn công chúng tôi. Lúc này, đại đội ba quân số chưa được hai mươi người còn lại, đạn dược thì hầu như đã cạn kiệt, không có ai đảm bảo cơ số, nhất là đạn chống tăng B-41. Trong khi đó, đại đội bộ của tôi và tiểu đoàn hỏa lực A-10 đóng trên bãi đất hoang bị cô lập hoàn toàn. Tiểu đội A-10 đã gần như bị tê liệt, khi mà một trong hai xạ thủ B41 diệt tăng duy nhất là thắng vừa hy sinh. Còn các trung đội đang nằm trong khu vườn nhà dân không thể sang chi viện cho chúng tôi được nữa, vì bộ đội ta phải vượt qua một thửa ruộng rất trống trải. Điều này là rất nguy hiểm, khi ở phía trước xe tăng và bộ binh chúng vẫn còn đang tập trung hỏa lực bắn vào. Trung đội 1 thì còn chốt giữ ở phía sau, không thể chi viện hỏa lực phía trước cho chúng tôi. Trung đội 2 nằm ở bên tay phải nhưng công sự ngụy trang quá cầu thả, bị quân địch ở ngoài phát hiện, ngay từ đầu chúng đã bắn vào khống chế các anh. Giờ đây ở trong đó hầu như mọi người đã hy sinh hết cả rồi. Còn lại trung đội 3 nằm bên tay trái tôi, tuy số thương vong có ít hơn nhưng lại không phát huy được hỏa lực mạnh. Vì có một khu vườn trước mặt đã che chắn mất tầm quan sát. Các anh chỉ có một góc hẹp nhỏ là có thể dùng hỏa lực tấn công xe tăng và bộ binh địch ở phía trước nhưng thực tế quân địch đang tập trung hỏa lực vào đó nên đã khống chế các anh hoàn toàn ngay từ lúc nổ súng cho đến bấy giờ nguy hiểm nhất vẫn là ban chỉ huy đại đội lại là mặt chính diện để quân địch tập trung tấn công mà ở đấy chúng tôi chỉ có hai khẩu súng tiểu liên ak của tôi và của cậu tịch thông tin nhiệm vụ của tịch là phải liên tục giữ được thông tin liên lạc giữa đại đội với tiểu đoàn còn lại mình tôi với khẩu ak trong tay vừa nổ súng kìm chân ngăn bước tiến quân địch lại vừa phải vượt qua dưới làn đạn để truyền đạt mệnh lệnh của chính trị viên đại đội lê xuân hưu giao nhiệm vụ chiến đấu cho từng trung đội phía trước một đoàn binh lính sài gòn có xe tăng đi kèm vừa hành tiến vừa bắn đang chọc thẳng vào nơi đại đội chúng tôi chốt giữ tôi thật sự lo lắng trước sự tấn công như vũ bão của bọn chúng nhưng vẫn cứ bình tĩnh điểm xạ từng viên một vào tốp lính đối phương đang cầm súng đi sau những chiếc xe tăng kia đạn của tôi giờ này không còn nhiều nữa mặc dù trước đó đã sử dụng hơn nửa cơ số đạn của cậu tịch rất may là tôi có một năng khiếu bắn súng rất chính xác không cần phải ngắm dù mục tiêu đó là cố định hay là di động thật ra cũng không hiểu được lý do tại sao nữa, mà chỉ biết rằng mọi thao tác của tôi lúc đó hầu như đều là phản xạ tự nhiên. Một tiếng nổ ùm từ nơi có bụi cây thấp bên cạnh, tôi liếc mắt nhìn sang. Cậu Sáng ở tiểu đội hỏa lực A-10 vừa phóng quả đạn B-41 vào chiếc xe tăng gần nhất. Chiếc xe tăng bốc cháy ngay, quân đối phương đột ngột dừng lại, lăn lê bò càng trên mặt ruộng. Cũng ngay sau đó, một quả đạn DKZ 90 từ một chiếc xe tăng M113 bên cạnh phóng ngay về vị trí của sáng. Đạn nổ, nửa người phía trên của anh tung ra, để lại nửa người phía dưới còn lại nhuốm đỏ máu. Như vậy là cả hai xạ thủ B41 còn lại duy nhất của tiểu đội hỏa lực đều đã hy sinh. Trước tình thế nguy cấp này, anh hiệu lệnh cho tôi bằng mọi cách phải đến liên lạc được anh Nguyễn Văn Thiết, anh Trần Quang Đăng, trung đội trưởng trung đội 1 và 3, đang chốt giữ ở khu vườn phía sau phía tay trái chúng tôi, gấp rút điều xạ thủ B-40 và bộ đội sang ban chỉ huy đại đội để tiêu diệt những chiếc xe tăng và bộ binh địch đang ở ngoài tiến đến. Tôi quan sát địa hình xung quanh quá trống trải, rất ít vật che chắn đạn, nên vội nói với anh Hưu. Theo em, anh không thể điều bộ binh đến chi viện cho ta được đâu. Địa hình quang đãng như thế này, bộ đội sẽ bị thương vong mất. Hơn nữa ở đây anh em không có công sự tránh bom pháo, nguy hiểm lắm anh ạ. À. Bây giờ chỉ cần thêm một xạ thủ B-40 để chống tăng là được. Còn đối với tụi bộ binh tiến vào, một mình em sẽ ngăn chặn. Nếu em hy sinh, anh gọi cậu tịch lên thay. Hãy bằng mọi giá nhất quyết không cho chúng tràn vào anh hưu đã thống nhất theo ý kiến của tôi đề xuất lúc này địch ở phía trước điên cuồng trút đạn vào đây tình thế cả đơn vị ngày càng nguy hiểm bọn chúng dễ dàng chọc thủng vào vị trí hiểm yếu nhất của đội hình chúng tôi nếu tôi rời khỏi khu vực này để đi về các trung đội thì ở đây chỉ còn lại một tay súng tiểu liên ak của tịch canh giữ nữa thôi mà cậu ta lại là lính thông tin dù sao cũng không có nhiều kinh nghiệm như tôi trước lúc rời vị trí chốt giữ của ban chỉ huy đại đội tôi rất băn khoăn lo lắng nên vội gọi tịch từ dưới công sự bò lên đến bên cạnh rồi dặn dò tịch phải bảo vệ cửa chính diện của bọn địch tấn công đại đội ta để đảm bảo thật bí mật vị trí đang nằm bán này cậu phải bình tĩnh ngắm chính xác từng thằng một rồi mới bóp cò điểm xạ từng viên nhé tuyệt đối không được bắn liên thanh như vậy sẽ bị lộ ngay trừ trường hợp quân địch rất đông sông đến quá gần mình, lúc ấy mới được phép nổ súng liên thanh. Mình phải vượt sang các trung đội một lúc, rồi sẽ quay về với tịch ngay. Hãy bằng mọi giá kiềm chân chúng lại, mình tin ở cậu đấy. Mấy tháng sau đó, Nguyễn Văn Tịch đã bị địch bắt và hy sinh anh dũng trong một trận chiến đấu ác liệt, không cân sức kéo dài suốt cả một ngày giữa ta và địch tranh thủ khi quân đối phương đang ở phía ngoài chưa dám tiến vào. Tôi lùi lại về phía sau đến khu vực của tiểu đội hỏa lực A-10. Nơi đây bây giờ đã tan hoang chi chít hố bom. Tôi bàng hoàng cả người khi chứng kiến cái cảnh tượng đó. Bất chợt dùng mình cảm thấy đơn côi khi đang nằm trên bãi hố bom không một bóng người. Quên mình đang còn hiểm nguy, thương các anh, thương đồng đội. Nước mắt tôi chảy ràn rụa mà không sao khóc được thành tiếng tôi vừa bò vừa lần mò xung quanh để tìm có còn ai sống nữa không khi đến bờ tre các thân cây hầu như bị tiện đứt ngang nham nhở đổ gục xuống bao quanh bờ tre nằm ở phía ngoài tôi gọi vào anh truyền và các anh ơi có ai trong đó còn sống nữa không tôi cất tiếng gọi mấy lần một lúc sau có tiếng đáp lại mình đấy phải không anh truyền đây anh bị thương rồi nghe thấy có tiếng trả lời tôi mừng quá vậy là vẫn còn người đang sống thế có còn ai sống nữa không hả anh tôi vừa hỏi vừa tìm cách kéo những cây tre nằm chắn lối trên mặt đất để vào giúp anh ra ngoài những công sự bên cạnh thì không rõ nhưng ở đây chỉ còn lại mình anh thôi tôi đưa mắt nhìn bao quanh không thấy đâu là công sự chỉ còn lại trên mặt đất là những hố sâu nham nhở của đợt đạn bom vừa rồi để lại anh truyền bị thương vào đầu và chân tôi đưa anh ra ngoài và gọi anh nguyên y tá công sự phía trước đến sơ cứu còn tôi nhiệm vụ chính được anh hưu giao phó rất nặng nề không thể chầm chừ ở lại đây được nữa lại phải tiếp tục vượt qua thửa ruộng trống trải để sang khu vườn phía sau nơi trung đội 1 đang chốt giữ. Khi vừa vào đến khu vườn, một cảnh tượng tan hoang tiêu điều đập ngay vào mắt tôi. Ngôi nhà ở giữa vườn tan tành hầu như không để lại một dấu tích gì nữa. Nơi đó giờ đây là một phố bom sâu hoắm, không có nước. Xung quanh, cây cối đổ gãy tan hoang. Tôi đảo mắt nhìn mà chẳng thấy ai cả, nên vội cắt tiếng gọi anh thiết và các anh ơi các anh đang ở đâu đấy sau tiếng gọi của tôi tiếng ai đó đang ở dưới giao thông hào phía góc vườn bên tay phải reo lên minh đấy phải không anh tài đây này tôi mừng quá vội lao nhanh đến mặc cho đạn bay chiu chiếu trên đầu thế mọi người đâu hết cả rồi anh tôi vội hỏi anh anh tài giơ tay chỉ và trả lời anh em trong trung đội sau trận bom vừa rồi hy sinh gần hết cả chỉ còn anh và còn thôi hiện nó đang canh giữ hướng địch đến tấn công ở góc kia kìa vừa nghe đến đấy lòng tôi đau thắt lại ôi chiến tranh tàn khốc và khủng khiếp quá nó cướp đi hầu hết bạn bè của tôi tất cả chúng tôi đã bị vắt kiệt đến mức hầu như không còn sức lực để gồng mình lên được nữa Suốt cả mấy tháng dòng dã vừa qua, chúng tôi chẳng được nghỉ ngày nào. Uống thì chỉ có nước lã là chủ yếu, còn ăn chỉ có độc cơm nắm nhưng lại rất thất thường. Nhiều hôm chỉ có nước lã trừ bữa thôi. Những cơn đói khát như căn bệnh mãn tính cứ bám giết không lúc nào buông tha. Đêm thì hành quân rồi đào hầm xây dựng công sự, đến lúc trời sáng mới tạm xong. Còn nằm ngủ thì ở dưới hầm hoặc trên mặt đất, chưa kịp chợp mắt, chúng nó đã mò đến rồi. Bom đạn thì triền miên cứ dội mãi trên đầu, kéo dài suốt ngày này sang ngày khác, làm cho đồng đội tôi liên tiếp thay nhau ra đi. Nghe thấy tiếng tôi còn mừng quá vội lao ngay đến, ba chúng tôi ôm lấy nhau nghẹn ngào. Trong cơn nấc còn nói: "Minh ơi, anh thiết trung đội trưởng đã hy sinh sau đợt bom thứ nhất rồi giờ đây trung đội một chỉ còn lại mình và anh tài thôi mọi người hy sinh hết cả rồi tôi lau nước mắt và động viên hai anh em cũng đau lòng lắm quân lính sài gòn đang tìm mọi cách tiêu diệt chúng ta để chọc thùng tuyến phòng ngự này các anh hãy cố gắng chốt giữ những hướng mà mình đảm nhiệm kiên quyết không cho bọn chúng tiến vào em phải về ban chỉ huy đại đội báo cáo ngay đây. Tôi lợi dụng bờ tre tiến dần đến mép ruộng, nơi có bờ đất nối liền giữa khu vực ban chỉ huy với trung đội ba. Đạn cứ bay chiêu chiêu, xé gió trên đầu tôi. Từng gò đất nổi lên trong trận địa chúng tôi đều nhận đủ một quả đạn pháo DKZ-90 của xe tăng ở ngoài bắn vào và để lại mặt đất nơi đó một hố rộng toang hoác. Tôi nằm im ở mô đất thấp có bụi cây nhỏ che khuất. Khi đạn địch bắn vừa chuyển làn sang hướng khác, nhanh chóng vùng dậy, tôi vụt lao ra ngoài mặt ruộng rồi nằm lăn mình chúi đầu vào bờ đất ngay phía trước. Bọn chúng đã phát hiện ra. Tập trung hỏa lực bắn về tôi rất mạnh. Nằm áp sát bờ đất, nghe đạn bắn cứ phập phập liên tục vào phía bờ bên kia. Phía bên trên cách mặt tôi khoảng 10 đến 20 cm, đạn cày xới đất bắn tung tóe phủ đầy vào mặt và người. Nghiêng mặt để tránh đám đất cát đó, tôi nhìn xuống phía sau hai chân mình. Cách đó khoảng một mét, đạn đại liên của chúng bắn ra tung tóe đất bụi bay mù mịt. Tôi dùng mình hoảng sợ khi cả người còn ở trong tư thế nằm ngửa. Các loại đạn bay dày đặc cứ sàn sạt vút qua, chỉ cần hơi nhổ một chút, chắc chắn sẽ bị băm nát ngay. Tình thế nguy hiểm khẩn cấp bất lợi cho cả đại đội ba tăng theo từng phút, từng giây một. Tất cả đang chờ tôi đi gọi hỏa lực B-40 mau chóng về ban chỉ huy đại đội. Nếu không, địch sẽ nhanh chóng chọc thủng đội hình từ cái nơi lực lượng và hỏa lực yếu nhất. Mà ở đó chỉ còn lại một mình tịch chiến sĩ thông tin với một khẩu súng tiểu liên AK chống đỡ. Không thể nằm chờ lâu ở đây được nữa, tôi phải tìm mọi cách vận động đến được vị trí của trung đội ba. Bờ đất quá thấp, không cho phép bò được. Giờ chỉ còn cách nằm lăn vuông góc với nó, chân hướng ra phía ngoài, đầu hướng vào phía trong, tay nắm nòng súng AK lôi đi từng quãng ngắn. Lực lượng đối phương ở phía ngoài phát hiện ra tôi còn sống bởi đám cát bụi bay theo do khẩu súng đang lôi sành sạch trên mặt ruộng. Đạn lại cứ thế cắm phầm phập vào bờ đất, rồi bay chiêu chiếu xèo xèo. Đã có viên đạn xướt thủng qua ống tay áo, dọc từ vai đến khỉu bên tay trái. Do khi tôi đang lăn mình, phần vai có hơi nhô cao lên một chút. Nhưng rồi mặc kệ, vẫn cứ tiếp tục lăn tiếp dần về phía bờ tre quanh khu vườn, nơi trung đội ba đang còn ở trong đó. Vừa chạm đến chân bờ, tôi nằm im bất động một lúc, để quân địch ở phía ngoài nghĩ rằng mình đã chết. Khi bọn chúng bắt đầu bắn chuyển dần sang hướng khác, tranh thủ cơ hội này tôi lao mình nhảy vào phía bên trong bờ tre. Và cũng rất nhanh, ba quả đạn DKZ-90 của địch nổ ngay vào sát cạnh đó. Do bờ tre bao quanh vườn khá vững chắc nên không ai hề hấn gì cả tôi truyền đạt nhanh mệnh lệnh của ban chỉ huy đại đội cho anh trung đội trưởng Trần Quang Đăng. Anh Trần Dôn, xạ thủ 40, vừa nhận được mệnh lệnh đã nhanh chóng nhảy sang bên kia bờ tre băng qua thửa ruộng, lao sang bên khu đất hoang nơi có anh Hưu và Tịch đang chốt giữ. Hãy cẩn thận, anh Dôn nhé. Tôi chỉ kịp hét to lên. Ở phía ngoài, xe tăng và lính Sài Gòn đua nhau nổ súng vào chúng tôi cứ ào ào như một cơn bão rất lớn khủng khiếp đang đổ về vậy. Tôi không sao phân biệt riêng rẽ từng loại âm thanh được nữa. May ra còn nghe có tiếng nổ hoàng hoàng của đạn DKZ-90. Những tiếng súng vừa tạm ngưng, tôi cũng nhanh chóng lao mình vượt qua thửa ruộng, quay trở về công sự chỉ huy gặp anh Hưu. Anh John đã về đến đây chưa anh? Tôi hỏi anh Hưu cậu John hiện đang vận động theo mép bờ ruộng kia kìa, để tiếp cận áp sát chiếc xe tăng đang đậu gần đó mà bắn cho chính xác. Anh lấy tay chỉ và trả lời. Từ xa nhìn vào rất rõ anh John đang hai tay ôm súng lom khom tiến. Những quả đạn B-40 nằm trên lưng cứ nhấp nha nhấp nhô ngay sát mép bờ ruộng. Cứ kéo dài như thế này, ắt hẳn bọn địch ở ngoài dễ dàng phát hiện ra. Và đúng như dự đoán, một phát đạn cối cá nhân M79 của địch bắn đến, nổ ngay bên cạnh anh. Một cụm khói đen trắng và đất cát tung lên. Những cái nhấp nhô trên mặt ruộng giờ đây không còn nữa. Tôi biết, anh đã hy sinh rồi. Chỉ vài phút trước đây tôi vừa mới nhắc nhở hãy thận trọng, nhưng anh đã vội vàng lao vụt đi đến chi viện cho chúng tôi. Thế là bây giờ, anh đã ngã xuống và nằm lại mãi mãi nơi mảnh đất này đây. Thương tiếc anh, tôi quên hết mọi nguy hiểm, lao vội đến, vẫn trong tư thế khom khom tựa nghiêng vào bờ ruộng. Hai tay ôm chặt khẩu súng, mặt vẫn hướng thẳng về phía quân đối phương. Anh Trần Dôn là sinh viên năm thứ hai, trường Đại học Sư Phạm Vinh. Trời đã về chiều, bọn địch không thể tiến lên được bước nào nữa buộc phải rút quân về vậy là trong cuộc chiến đấu gay go ác liệt của ngày hôm nay chúng tôi đã bắn cháy hai xe tăng và tiêu diệt rất nhiều lính sài gòn trong đó chưa tính đến bọn bị thương nhưng vẫn không sao bù đắp được khi quân số đại đội chỉ còn lại có mười ba người mà đâu còn nguyên vẹn cả vì trong đó có sáu anh đã bị thương tôi chợt nhớ lại bộ phim thượng cam lĩnh được xem vào những ngày đầu đặt chân lên giải trường sơn phim nói về một lực lượng ít ỏi và vũ khí thô sơ của hồng quân trung quốc đã chiến thắng một đội quân hùng hậu có trang bị vũ khí tối tân của quân đội mỹ lúc đó mọi người không thể tin được mà còn nói đùa với nhau đó chỉ là chuyện bốc phét thôi ấy thế mà giờ đây chúng tôi đã vượt qua trong trận chiến kinh hoàng cam go và ác liệt của ngày hôm nay chẳng có một tí gì gọi là bốc phét cả tối hôm đó đại đội ba của tôi không đủ người làm nổi công tác thương binh tử sĩ anh hưu đã chỉ thị cho tịch điện về tiểu đoàn xin được điều người về hỗ trợ chúng tôi an táng các anh hy sinh chúng tôi đặt các anh an nghỉ tại khu vực gò nổi nằm ven bờ sông Vàng cỏ, thuộc xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đó là các anh Nguyễn Văn Thiết, Nguyễn Văn Thắng quê ở Lệ Thủy, Quảng Bình, anh Trần Dôn quê ở Vĩnh Linh, Quảng Bình, Nguyễn Văn Sáng quê ở Nghệ An. Ngày 24 tháng 5 năm 1972. Khoảng 3 giờ sáng Hai tiểu đoàn 8 và 9 cùng các đại đội trực thuộc của trung đoàn 271 chúng tôi tập kết ở bờ đông sông Vàm Cỏ Đông để vượt sang bờ bên kia về đất Campuchia đóng quân. Còn tiểu đoàn 7 ở lại tiếp tục chốt giữ trên đất huyện Đức Hòa. Đêm nay trăng ngoài mùng 10 nên rất sáng. Dưới mặt sông những chiếc thuyền ba lá đang đậu chờ đợi chúng tôi dày đặc bến lần này vượt sông chúng tôi đã khá quen nên cứ bốn người xuống một thuyền rồi tự mình chèo lấy mà sang bờ bên kia trên thuyền đúc này có tôi và các anh hưu huyên chữ tôi ngồi ở phía sau cầm mái chèo để vừa lái vừa chèo khi còn đứng trên bờ nhìn mọi người lướt thuyền dưới sông thấy quá ư dễ dàng chả khó khăn gì thế nhưng giờ đây tự mình cầm mái chèo mà lái mới thấy khó khăn vô cùng con thuyền mà tôi đang điều khiển cứ quay tròn ở giữa sông không tiến thêm được một chút nào nữa giá như dòng sông không sâu nước không chảy mạnh thì tôi đã nhảy ngay xuống bơi và đẩy thuyền đi rồi đang loay hoay cố gắng tìm cách lái con thuyền ương bướng cứng đầu này thì một giọng nói nhỏ nhẹ của cô du kích lái chiếc ghe đến ngay sát cạnh anh hai cứ bình tĩnh đi, không được chèo một bên, mà phải thay đổi cả hai bên chứ, như vậy mới điều chỉnh chiếc ghe đi đúng hướng được. Quả nhiên, một lúc sau đó, con thuyền của chúng tôi mới thực sự lướt qua sang băng băng. Vì mất nhiều thời gian về việc chèo lái, nên khi còn cách bờ bên kia khoảng 10 mét nữa, nó bị mắc cạn, do nước thủy chiều ở sông rút quá nhanh. Tôi loay hoay tìm mọi cách điều khiển để đưa nó vào bờ, nhưng vẫn không được. Nó cứ đứng y tại chỗ, mà lại còn xoay tròn ngay tại vị trí ở đó. Không một chút do dự, tôi nhảy ngay xuống dòng sông, lấy hai tay đẩy mạnh con thuyền tiến về phía trước. Nhưng dưới chân mình lúc này, bùn mềm nhũn, người tôi cứ thế tụt dần tụt dần xuống gần đến ngực, mà chân vẫn không chạm tới đáy, tôi cố gắng nhích dần thay đổi chân từng bước hòng thoát lên nhưng càng cử động lại càng bị tụt sâu xuống bùn biết rằng khả năng mình không tự giải thoát được nữa khi con thuyền đã bị đẩy đi cách xa rồi tôi đành phải đứng yên và gọi mọi người đến cứu ở trên thuyền vừa trông thấy tôi đang chìm dần dưới đáy sông đầy bùn kia anh hưu vội vàng ném khẩu súng ak xuống tôi đặt nó nằm ngang trên mặt bùn rồi lấy hai khuỷu tay choàng lên lúc này tốc độ chìm xuống mới được từ từ hãm lại một con thuyền khác theo dòng nước ở con kênh bên cạnh đổ ra sông mọi người đang ngồi trên đó đã kịp thời kéo tôi lên và chiếc thuyền bị mắc cạn vào bờ thật là hú vía chậm một chút nữa thôi thì tôi đã bị chôn vùi vào lớp bùn đen dày đặc của dòng sông vàm cỏ đông này khi vừa lên đến bờ cả người và khẩu súng nhuộm một màu đen bùn đất trông rất kinh dị tôi nhảy xuống dòng kênh bên cạnh gạt tạm đi những gì đang còn bám đầy trên mình cho sạch bớt rồi lại tiếp tục theo đoàn quân hành quân về vùng đất nước bạn khi đi qua bên cạnh một hố bom đầy nước trong xanh giữa cánh đồng chó ngáp ấy chớp cơ hội này tôi vội nhảy ùm xuống để vò đầu gột rửa thật là tuyệt vời cả một tháng qua chúng tôi chưa hề có khái niệm tắm là cái gì quần nhau với địch suốt ngày bom đạn triền miên chẳng lúc nào được nghỉ ngơi cả giờ đây giữa hồ nước trong vắt mát lạnh đang ôm trọn vào lòng tôi thỏa thích mải mê bơi lội ngụp lặn, bù lại những ngày gian khổ vất vả vừa qua. Tất cả những gì mà mình đã chịu đựng như được vơi bớt đi, chìm lắng sâu dưới đáy nước hồ. Đang mải mê vẫy vùng dưới nước, tôi chợt tỉnh khi biết rằng anh em trong đơn vị đã vượt quá xa rồi, nên vội vàng nhảy lên bờ, sục sâu khẩu súng đang cầm xuống nước cho sạch bùn còn bám vào đó tôi chạy đuổi theo đơn vị nhưng lạ thay phía dưới đũng quần của mình sao cứ thấy man mát cúi đầu xuống để nhìn mới thấy nó đã bị rách vụn từ lúc nào rồi gần một tháng trời liên tục rồi còn gì nữa chúng tôi không có điều kiện tắm và thay quần áo nên vải mặc đã bị mùn ra bây giờ chỉ cần đụng vào là nó rơi ra từng mảng thực ra không riêng gì tôi mà ai cũng vậy. Khi gần đến phun sóc nóc, cả đơn vị dừng lại ngoài cánh đồng để đợi trung đội 2 do anh Phạm Vinh chỉ huy chốt giữ phía sau cạnh đồn trà cao, đảm bảo cho đại đội tôi rút quân an toàn. Nói là trung đội cho nó oai, chứ quân số bây giờ chỉ có hai người thôi. Một tin xấu lại đến. Anh Vinh, bị địch phục kích bằng mình định hướng claymore đã hy sinh rồi đơn vị tôi lại giảm thêm một người nữa chỉ còn có mười hai người thôi mới đầu tháng năm cũng phải qua con đường này nhưng chỉ khác là đi ngược chiều nhau quân số của đại đội ba khi đó còn hơn bốn mươi người thế mà giờ đây tất cả anh em chúng tôi nước mắt đã cạn kiệt rồi không sao khóc được nữa dẫu rằng rất thương tiếc các anh chúng tôi là những người còn lại đang đứng ở đây lặng im cúi đầu mặc niệm tiễn đưa anh về nơi yên nghỉ tại gò đất giữa cánh đồng gần phum sóc nóc trên đất nước campuchia lại trở về sóc nóc số người trong đại đội tôi chỉ gói gọn trong hai ngôi nhà sát cạnh nhau một tháng trước đây cũng trên dãy phố kéo dài này đây đồng đội chúng tôi đóng quân vào các nhà dân chen đầy nhưng giờ đây những chiếc son quân dụng lớn không còn cần đến nữa cả đại đội chỉ dồn về một bếp ăn do anh chữ đảm nhiệm với nồi quân dụng nhỏ nhất để nấu cơm đâu rồi tiếng len keng gõ bát thìa đũa vang rộn làm náo động một khu phố trước giờ ăn của những chiến sĩ thích đùa và háo đói đi đâu hết cả rồi các bạn ơi chúng tôi là những người còn lại không còn sức để nghĩ về mình nữa giờ đây không còn một chút gì là của riêng ngoài khẩu súng và một ít đạn được giao đang cầm trên tay tất cả ba lô đều nằm lại bên tây bờ sông vàm cỏ ngày nào để nhẹ nhàng vượt sang bờ bên kia chiến đấu giữ mảnh đất thân yêu của tổ quốc mà chúng tôi không còn điều kiện để quay trở lại đấy. Trên người tôi chỉ còn một bộ kaki màu xanh mặc từ ngày còn ở ngoài Bắc. Giờ đây vải đã mục rách, chiếc quần không còn đáy nữa. Nếu như là những ngày bình thường, cánh đính trai trẻ chúng tôi ai nấy đều xấu hổ khi mà hàng ngày luôn đụng chạm với những cô gái Campuchia. Nhưng mà không một ai còn nhớ và bận tâm đến điều đó nữa. Tất cả còn đang bàng hoàng về cuộc chiến vừa xảy ra, thương nhớ những đồng đội đã mãi mãi ra đi, nhớ về những người bị thương nay tạm rời xa đơn vị để về phía sau điều trị. Ngày 27 tháng 5 năm 1972 cấp trên bổ sung anh Dương Hoài Nam, người Quỳnh Văn, Quỳnh Điêu, Nghệ An, về nhận cương vị đại đội trưởng đại đội 3. Trần Xuân Còn, chỉ huy trung đội 1. Anh Nguyễn Thế Tứ, chỉ huy trung đội 2. Anh Nguyễn Ngọc Quỳnh, chỉ huy trung đội 3, thay anh Đăng, trung đội trưởng vừa bị thương. Cũng trong ngày, chúng tôi tiếp nhận mỗi người được hai bộ quần áo sơ mi vải thường mỏng, có hai màu xanh và nâu và một chiếc võng vải ni lông, một chiếc màn vải xô. Tất cả được dồn vào trong chiếc túi vải gọi là bồng, thay cho chiếc ba lô mang sau lưng. Ngày 28 tháng 5 năm 1972 Ngày hôm nay đại đội chúng tôi được bổ sung thêm tân binh mới và tiếp nhận những người đã bị thương trong những trận trước vừa điều trị từ các bệnh viện trở về. Nâng quân số đơn vị lên 30 người. Ngày 4 tháng 6 năm 1972. 4 giờ 30 phút chiều, tiểu đoàn 8 chúng tôi cùng với các đơn vị trực thuộc đặc công C25, công binh C19, phôi 82 C16, DKZ75 C17, đại đội súng 12 ly 7 C18 rời khỏi khu vực Sóc Nóc để đi về Long An. Khoảng 11 giờ đêm, khi chúng tôi đang đi đến gần cánh đồng chó ngáp, thì đột ngột có lệnh trên chuyển xuống cả đơn vị tạm nghỉ sau đó lại đi lùi trở lại xin đọc truyện đêm nay xin dừng ở đây cảm ơn và tạm biệt các bạn